Kính thưa quý vị, ban nhạc Cuba lưu diễn lần đầu tại Hoa Kỳ tính từ Washington DC. Một trong những sản phẩm xuất cảng tuyệt vời nhất của Cuba, âm nhạc đã đến đất Hoa Kỳ vào mùa hè này khi ban nhạc salsa biểu tượng Los Van Van trình diễn ở Washington DC hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 8 vừa qua, khởi đầu chuyến lưu diễn Hoa Kỳ đầu tiên của họ sau khi hai quốc gia bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Ca sĩ Lê Lê cho biết, các nghệ sĩ trong ban nhạc tin rằng tình hình chính trị giữa Washington và Havana sẽ gia tăng các cơ hội cho người dân Cuba, đặc biệt là những người còn đang sống trên đảo quốc. Các nhạc sĩ nhìn nhận là họ không biết sự thay đổi sẽ đến nhanh hay chậm, nhưng chắc chắn sự thay đổi cũng sẽ đến ở bên ngoài Cuba, chẳng hạn như ngay tại Miami, và họ rất vui mừng vì sự việc này. Từng thắng giải thưởng Grammy vào năm 2000 trong thể loại salsa, ban nhạc 45 tuổi nổi tiếng với dàn trống timba và nghệ thuật phối khí nhiều tầng. Hai ca sĩ Mandy và Jenny nói rằng nghệ thuật nằm ở trái tim người thưởng ngoạn chứ không bao giờ bị trói buộc vào chính trị. Đây là chuyến lưu diễn Hoa Kỳ đầu tiên của bang Los Van Van sau khi nhà sáng lập ban nhạc và cũng là tay bass Juan Formel qua đời. Con trai Juan là tay trống Samuel đang dẫn dắt ban nhạc. Ban nhạc Los Van Van sẽ tiếp tục lưu diễn với các buổi trình diễn tại New York, Denver, California và Miami.